Chạy thử máy Yuki Mishin 7600. Đây, chức năng mình ấn vào lên ứng dụng trên này nhá. Đấy, chúng ta này. Các cái đường dây jack với đường trang trí này. Đấy, bên này chỉnh căng dụng chỉnh màu thường. Cắt chỉ nâng cả chân vịt lại bụt máy lùi. Đấy. Chọn được thẳng này. Để chỉnh màu sửa theo độ tùy ý này. Tốc độ này, chậm này. Đấy, nhanh nhạc. Chạy nghe rất là êm hoạt động nhá. Đấy. Đồng chị may này. Mặt trên, mặt dưới. Đấy. Đây đang may vải mỏng hai lớp nhá. Đấy, vải rất là mỏng. Chạy sang dụ đường zig zag này. Đấy. Đấy, con này nghe rất là êm nhá. Thường là những cái dòng tầm này thì của Yuki là nghe rất là êm mà căn chỉ rất là sắc. Máy zig zag không bị bỏ bụi trên vải mỏng nhá. Mặt trên mặt dưới này. Mình máy vải dày này. Đây hai lớp này. Góc trên này. Bốn lớp này. Bốn lớp là thành tám lớp à? Ừ. Tám lớp vải này thì mình có thể mình cuốn thêm được. Trung tâm này như con này may gia đình mà may vải dày thì may ok. May zig zag này, kiểm tra xem may zig zag luôn. Thường mình may vải dày thì mình dùng kim số to nhé. Còn vải mỏng thì là mình dùng kim số nhỏ. Đó. Không bị bọt mụn, mình có thể may được dày hơn mà. Đấy. 8 này, 9 lớp này, 10 lớp này, 11 lớp này. Đấy, 11 lớp gấp đôi thêm nữa này, rất là dày luôn, kiểm tra xem nó có chạy được không. Đấy. Dày thì mình có thể tốc độ vừa vừa xem đã. Nó chạy được rồi. Siêu dày luôn này. Này, này. Em đã gửi cái video cái máy tương tự của chị xem đi. Okay. Xem vào một lần đi.